Ra cái video ra mình tách ra cho anh em coi một cái này. Con kia mình bao cũng y như vậy luôn nha anh em, nhưng mà cái này cậy nó hơi khó này, cậy móp cái căn này thấy không? Này là brown nha. Keo này. Nguyên bụi luôn này thấy không? Mình test rồi nha, có một cái video mình test rồi, nó hát mình chỉnh ba lăng nó ok hết. Anh em cần thì mình thái cái video đã qua cho, Zalo số này nha. Cái video này là riêng của con này này nha. Để cho anh em hình dung được cái lo á. Nè. Bán hay lắm nha. Không có bị gạt con nha. Ok anh em nha.